Xin chào tất cả các vị khách hàng. Thì ngày hôm nay mình sẽ phân tích một ca lâm sàng về tình trạng chằm bớt đỏ khá là điển hình của một vị khách đến và điều trị tại Thẩm mỹ Ohio. Thì đây là tình trạng trước khi điều trị của một vị khách hàng. Chị khách hàng tên Oanh, trước khi điều trị thì chị có cái chằm bớt đỏ khá là điển hình, diện tích rộng và phức tạp ở cả vùng mặt, vùng cổ và vùng trước ngực. Đối với tình trạng nặng như này thì bên mình đã sử dụng cái công nghệ Mercury LX để điều trị cho chị Oanh. Thì ưu điểm của công nghệ Mercury LX là sóng xung dài nên tác động lên cả lớp trung bì, thượng bì và hạ bì của chị, nên là sẽ điều trị được các dị dạng mạch máu cũng như là việc tăng sắc tố ở những cái chằm bớt đỏ này. Bên cạnh đấy thì cái Mercury LX thì có thêm trang bị thêm là cái đầu xịt lạnh, sẽ giúp cái cảm giác trong quá trình điều trị nó thoải mái hơn, tránh đau rát và gây những cái tổn thương không đáng có trên bề mặt da của vị khách hàng. Thì sau khi điều trị buổi 1 thì chị khách hàng có đáp ứng khá là tốt. Thì trên đây là quá trình điều trị buổi 1 của chị Oanh, chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Đến với buổi thứ hai thì đây là tình trạng của chị Oanh sau điều trị buổi 1, thì chúng ta có thể thấy là tình trạng của chị Oanh đã giảm đi khá là nhiều và chúng ta tiếp tục điều trị theo phác đồ của Mercury LX. Buổi thứ hai thì đến buổi thứ ba chị Oanh quay lại thì chúng ta thấy tình trạng đã giảm đi rõ rệt, và khi này thì chúng ta vẫn sẽ phải điều trị theo phác đồ. Trên là hình ảnh của chị Oanh trong quá trình điều trị buổi 3, cảm giác khá là thoải mái và chị rất là vui vẻ khi tình trạng của mình đỡ đi rất là nhiều. Vâng, kết thúc buổi 3 thì chúng ta sẽ điều trị thêm đến buổi thứ tư, thứ năm, và đây là tình trạng của chị Oanh ở buổi thứ bảy. Chúng ta có thể nhìn thấy là chằm bớt đỏ hầu như là đã hết trên bề mặt ta và nhìn nó không còn rõ nữa. Thì đây là khi mà chị Oanh đã kết thúc liệu trình rồi, mình có thể về nhà chăm sóc tại nhà và sau một thời gian thì da sẽ trở về trạng thái bình thường và chỉ cần đến tái khám thôi và kiểm tra lại thôi. Như vậy thì có thể thấy là tình trạng của chị Oanh sau một liệu trình điều trị Mercury LX thế hệ mới 2021 thì mang lại kết quả rất là khả quan. Ngoài cái việc mà loại bỏ chàm bớt đỏ thì giúp cho cái bề mặt da cũng sáng hơn, khỏe hơn và phục hồi được cái trạng thái ban đầu của làn da, cũng như là hỗ trợ về cái mặt thẩm mỹ của chị Oanh. Thì đối với những vị khách hàng đang gặp tình trạng chàm bớt đỏ như là chị Oanh thì mình nên đến sớm để có thể là điều trị và tiếp cận với công nghệ mới Mercury LX 2021 để mang lại một kết quả tốt nhất về mặt sức khỏe cũng như là tự tin về mặt giao tiếp cũng như là sinh hoạt hàng ngày của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.